Các hãng truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày với mục tiêu là nhân sự và cơ sở hạ tầng của Iran tại Iraq và Syria. Đáp lại, truyền thông Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị bắt nạt. Theo giới quan sát, cuộc chiến truyền thông giữa Mỹ và Iran đã thực sự bắt đầu với mục đích khác biệt từ mỗi bên. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tuyên bố cứng rắn từ Mỹ. Theo CNN, các cuộc tấn công của Mỹ sẽ là động thái trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái do nhóm kháng chiến Hồi giáo Iraq được Iran hậu thuẫn thực hiện, nhằm vào căn cứ quân sự Tháp 22 của Mỹ ở Jordan hôm 28 tháng 1, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời 4 quan chức Mỹ nhận định khả năng chiếc máy bay không người lái được sử dụng để tấn công Tháp 22 hôm 28 tháng 1 được sản xuất tại Iran. Nhận định này dựa trên việc phân tích các mảnh vỡ từ chiếc máy bay tại hiện trường, nhưng phía Mỹ không tiết lộ chi tiết tên của loại vũ khí này. Với phát hiện đó, Mỹ quyết tâm buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ các nhóm dân quân đã tiến hành vụ tấn công trên. Về phía Iran, ngày 2 tháng 2, phát biểu trên truyền hình Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nêu rõ, chúng tôi sẽ không bắt đầu bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu ai muốn bắt nạt, họ sẽ hứng chịu sự đáp trả mạnh mẽ. Ông Hossein Salami, chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, Tehran không sợ đối đầu quân sự trực tiếp với Washington, nhưng cũng không tìm kiếm chiến tranh với Mỹ. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng ngôn ngữ đe dọa Iran và tập trung vào một giải pháp chính trị. Ông Amir Abdollahian khẳng định, phản ứng của Iran trước các mối đe dọa là dứt khoát và ngay lập tức. Làn danh đỏ ngăn chặn cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, các nước như Nga, Trung Quốc, Ai Cập, Saudi Arabia đều lên tiếng lo ngại về diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không hoan nghênh bất kỳ hành động nào dẫn đến mất ổn định trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng, nhất là trong bối cảnh có nguy cơ xung đột quá mức. Theo ông Peskov, cần có các bước đi để giảm căng thẳng thay vì gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn. Theo báo Wall Street Journal, cả Washington và Tehran đều không tỏ ra mong muốn một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Đối với chính phủ của ông Biden, việc tấn công lực lượng bán quân sự của Iran có nguy cơ dẫn đến một cuộc phản công chống lại quân đội Mỹ hoặc các căn cứ ở Trung Đông từ kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến đáng gờm của Tehran. Hơn nữa, trong năm bầu cử Tổng thống, Nhà Trắng đang tìm cách tránh mở rộng cuộc chiến ở dải Gaza giữa Israel và Hamas thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Đối với Iran, chiến tranh với Mỹ cũng là điều cần cân nhắc. Nếu Iran cố gắng kiềm chế lực lượng mà nước này ủng hộ ở Iraq, Yemen, Syria và Liban, thì sẽ có nguy cơ làm giảm giá trị tuyên bố dẫn đầu cái gọi là trục kháng cự của dân quân và các đồng minh thân thiện ở Trung Đông chống lại Mỹ và Israel. Nhưng nếu đối đầu trực tiếp với nước Mỹ hùng mạnh hơn, Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ tổn thất không nhỏ, kèm theo lệnh cấm vận bị siết chặt hơn. Theo ông General Feierstein, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, mỗi bên đang cố gắng điều chỉnh việc sử dụng vũ lực như một cách nỗ lực thay đổi hành vi của bên kia, nhưng đều không muốn vượt qua làn danh đỏ. Mỹ cân nhắc các lựa chọn chống Iran sau vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng tin Bloomberg, cuộc tấn công cướp đi sinh mạng của 3 binh sĩ Mỹ sẽ buộc Washington đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn, vượt quy mô mà nước này từng thực hiện sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra. Trong số các hành động có thể xảy ra, Bloomberg đề cập đến chiến dịch bí mật mà theo đó Mỹ có thể tấn công Iran. Theo Bloomberg, Mỹ cũng có thể nhắm mục tiêu vào các quan chức Iran. Bất kể Washington hành động thế nào, Tổng thống Joe Biden sẽ phải đưa ra một trong những quyết định gây hậu quả nặng nề nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Điều này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Washington và Tehran. Trước đó, Văn phòng Báo chí Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Biden hôm 28 tháng 1 nói rằng 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Jordan, gần biên giới Syria. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, 34 binh sĩ đã bị thương, 8 người trong số đó đã được sơ tán. Đây là lần đầu tiên lính Mỹ thiệt mạng do hỏa lực của đối phương trong khu vực kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Sau đó, Bộ trưởng Truyền thông Chính phủ Jordan Mohammed Mubaydin phủ nhận tuyên bố của ông Biden. Ông tuyên bố vụ tấn công trên không xảy ra trong lãnh thổ Jordan mà trên đất Syria. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Al-Malaka, ông Mubaydin khẳng định vụ tấn công nhằm vào căn cứ Antab của Mỹ tại khu vực đông nam Syria gần biên giới với Jordan. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm bảo trợ cho lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shia,
đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Biden tin rằng các nhóm tay súng cực đoan mà Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq đứng sau vụ việc này. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục thực thi cam kết với cuộc chiến chống khủng bố và sẽ buộc mọi đối tượng liên quan đến vụ tấn công phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và cách thức do Washington quyết định. Tiết lộ về Tháp 22, nơi xảy ra vụ giết hại lính Mỹ ở Jordan. Tháp 22 giữ vị trí chiến lược quan trọng tại điểm cực Đông Bắc, nơi biên giới nước này giáp với Syria và Iraq. Người ta biết rất ít về căn cứ này, nhưng nó bao gồm hỗ trợ hậu cần và có 350 binh sĩ lục quân và không quân Hoa Kỳ tại căn cứ, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Tháp 22 nằm gần doanh trại Antab ở bên kia biên giới với Syria và là nơi đóng quân của một số lượng nhỏ binh lính Mỹ. Antab từng đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và đảm nhận vai trò là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn sự tăng cường quân sự của Iran ở miền đông Syria. Tháp 22 nằm đủ gần lực lượng Mỹ tại Antab để có thể hỗ trợ cho họ khi cần, đồng thời có khả năng chống lại các chiến binh được cho là do Iran hậu thuẫn trong khu vực và cho phép quân đội để mắt đến những tàn dư của nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Quân đội Jordan là một trong những lực lượng nhận tài trợ quân sự nước ngoài lớn nhất của Washington. Quân đội Mỹ cử tới vương quốc này hàng trăm huấn luyện viên quân sự. Jordan cũng là một trong số ít các đồng minh trong khu vực tổ chức các cuộc tập trận rộng rãi với quân đội Mỹ suốt cả năm. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Syria vào năm 2011, Washington đã chi hàng trăm triệu USD để giúp Amman thiết lập một hệ thống giám sát phức tạp được gọi là chương trình an ninh biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân từ Syria và Iraq. Hiện chưa rõ loại vũ khí nào được cất giữ tại Tháp 22, hệ thống phòng không được sử dụng và chính xác thì điều gì đã xảy ra. Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Jordan là một vấn đề nhạy cảm khi tâm lý bài Mỹ tại quốc gia Trung Đông này gia tăng do Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas. Vào tháng 1 năm 2021, Amman đã ký thỏa thuận quốc phòng với Washington cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận không bị cản trở với một số cơ sở quân sự, kho lưu trữ của Jordan. Các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là ở Iraq và Syria, gần đây hứng chịu hàng loạt cuộc tập kích. Những vụ tập kích này nhằm phản đối vai trò hỗ trợ của Mỹ cho Israel. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này tại Iraq và Syria đã bị tấn công hơn 158 lần bằng UAV, rocket hoặc tên lửa kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2023, nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng về con người hay hạ tầng. Lực lượng Mỹ và đồng minh được triển khai tại Iraq từ năm 2014 để truy quét tàn dư tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Quân đội Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 lính tại Syria trong Liên minh đa quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.